bây giờ tắm là bắc 1. Tắm là ở bắc 1. Bây giờ từ từ để xem em bắc 2 nó bắc 1 có tao tắm không? Chắc có nhưng mà tối bây giờ. Bác chào đi. Bắc 1 á là tắm ở. Có đường ngắn chứ con? Bắc 1 là nó ở tận Tân Lâm Hà Nội mà đây là quay là bắc này là xuống Hưng Yên rồi. Đây là bắc 2. Bắc 2 với bắc 3 là gần nhau. Giờ này là xuống là vẫn chưa đẹp, vẫn chưa lung linh. Nó có xuống phải để xe á. Đầu tiết ở trong kia sợ mẹ bọn nó phải để xe thích ngoài này. Đâu, đây là thích mình ở trong mà. Xong tí nữa. Ta cứ đâm thẳng vào trong qua cái cầu cú, này cú. Là xong thì đây rồi. Cắt đổ rú cái nhà kìa. Nó ngay khóc quay rồi. Đây là bọn nó chắc trong nó đông quá nó không cho để xe hay nó nào. Chưa hiểu tại sao nó đỗ ở ngoài này này. Bà đi vòng hẳn cuối cái đường của bờ sông ấy, vòng lên ở bên khu biệt thự bên này nó hay để xe ở bên. Bà biết rồi, đây nó vào đây rẽ đến rẽ phải đến lúc Bùng Binh rồi rẽ phải bây giờ ra rẽ trái bây giờ nhưng mà sợ nó vào trong này chắc nó đông nó không cho vào. Đây là Ocean Park 2 à? Đây, ba bên này. Còn lúc nãy Ocean Park 1 là có trường đại học ấy à? Đấy, một đại học đấy. Đại học Vin đấy. Biển nhân tạo đấy. Mày chùa mày nào mà chỗ nào gần mẹ các bá to mày bóp à. Sau này là đứa nào nhùn thì mày kéo lên dài cứ như là có bác Thanh nhùn cho mày kéo lên 1m7 ta. Bác nào mà cao thì kéo thấp xuống. Bác nào đã cao rồi thì cho rụt xuống. Em thích bóp đầu bóp nhá. À, mày muốn bóp đầu. Nhân tạo đó hả? Không, đây là những căn hộ. Như vậy là sau gần 2 giờ lái xe, đoàn Phú Thọ đã có mặt tại Vinhome Ocean Park 3 tại địa phận tỉnh Hưng Yên, giáp danh với huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Một không gian không quá mới mẻ so với Ocean Park 1 hay là Ocean Park 2, nhưng Vingroup đã tạo ra được một cân địa chấn giữa kỳ nghỉ lễ kéo dài từ 30 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5, nên lượng khách đến đây đã tăng đột biến. Người dân đến đây không nhằm mục đích đầu tư hay là thăm xem sản phẩm gồm hàng ngàn căn shop house hay những căn biệt thự hạng sang, mà đơn giản chỉ là đến cho biết, đến để thỏa mãn tò mò hay là nói theo ngôn ngữ của giới trẻ là đến để du trẻ. Cảm giác đầu tiên về Ocean Park 3 thì đây tựa như một thế giới thu nhỏ, có đủ mọi loại hình dịch vụ nhưng sôi động nhất vẫn là văn hóa ẩm thực. Có đủ thứ trên đời từ đồ Tây, đồ ta, thậm chí còn có nhiều hàng quán mang đậm nét văn hóa Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Trung Hoa đại lục. Đồ ăn ở đây cũng không quá đắt đỏ như nhiều người vẫn nghĩ như những dịch vụ tương tự khác ở những điểm du lịch nổi tiếng của Vin. Và một quán ăn nhỏ hay nói đúng hơn thì đây là một dạng shop house thì suất ăn thấp nhất cũng chỉ 65.000 đồng, tức là cũng chỉ trên dưới bình dân một chút. Nếu em đã từng đi nước ngoài nhiều rồi thì người ta sẽ gợi nhớ đến những con phố Tây ở châu Âu với những thành phố ven sông. Ở đây cũng có sông, một con sông nhỏ như sông Tô Lịch, và cũng không hiểu người ta đã tận dụng nguồn nước hay là một con kênh có sẵn để cải tạo được như ngày hôm nay, hay đây chính là một con kênh đào. Nhưng với tầm vóc của một tập đoàn lớn như Vin thì để tạo ra một con sông hay là nhiều con sông như thế này giữa một khu đô thị thì cũng hoàn toàn có thể. Dòng người cứ đi và mỗi người sẽ cảm nhận theo cách riêng của mình. Nếu để ý thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra Ocean Park 3 còn có dịch vụ đi thuyền trên sông. Rất tiếc vì âm thanh từ những quán hàng ven đường quá lớn, lớn đến độ át đi cả tiếng những con xuồng lướt đi trên mặt nước. Thành ra cũng chưa kịp nhận ra rằng đây là xuồng chạy bằng động cơ xăng hay là động cơ điện. Nếu là động cơ xăng thì chắc chắn đây sẽ là điểm trừ của Ocean Park 3. Nhưng nếu là động cơ điện, tức là không gây ra tiếng ồn, thì thực sự phải ngả mũ cúi chào dịch vụ nhà mình. Nhớ lần gần đây, EasyTour đã có dịp sang Singapore và đã được trải nghiệm đi du thuyền bằng động cơ điện thì quả thật cảm giác cực kỳ êm đềm, vừa không gây ô nhiễm tiếng ồn lại vừa tạo ra một không gian cực kỳ thanh tịnh cho du khách ngắm nhìn cảnh quan đô thị xa hoa lộng lẫy trên dòng sông có cùng tên với đất nước này, dòng sông Singapore. Ghé một tiệm shop house và tò mò hỏi về giá thành để sở hữu một căn trong chuỗi căn dãy phố này thì được biết đâu đó chừng 20 tỷ cho một căn với thời gian sử dụng là 50 năm. Đây quả thật là một con số quá lớn với hầu hết mức thu nhập của người dân Việt Nam. Và hơn thế, bỏ ra 20 tỷ nhưng cũng chỉ là thuê nhà dài hạn. Nếu một người bình thường sẽ cho rằng đó là một con số điên rồ không tưởng, nhưng với những người có tiền, những người đã thành công thì tư duy của họ sẽ khác hơn chúng ta rất nhiều. Và chắc chắn với một tập đoàn tài chính khổng lồ như Vin thì không hề ngẫu nhiên hay là cảm hứng
mà họ đã cho ra một con số mấy chục tỷ để cho thuê trong vòng 50 năm. Chắc chắn cũng đã có nhiều bộ óc siêu phàm tính toán, thậm chí là thăm dò thị trường trước khi đưa ra những sản phẩm xa xỉ này. Người thành công luôn có lối đi riêng và suy nghĩ khác biệt so với số đông còn lại. Nhớ chỉ cách đây vài ba năm thì một khoảng không gian mênh mông kéo dài từ Ocean Park 1 đến Ocean Park 3 chỉ là những thửa ruộng bỏ hoang, những cánh đồng hoang hoải. Ấy vậy mà bây giờ đúng thật là như người ta đã ví von, quạ đã hóa thành công và máng lợn đã biến thành thiên nga. Tuy nhiên, đó là chúng ta đang suy nghĩ theo hướng tích cực, tức là cảm thấy vui khi quê hương mình đổi mới, cảm thấy hãnh diện với hàng triệu kiều bào nước ngoài, rằng là đất nước mình đã và đang thoát dần khỏi một nền văn minh lúa nước. Nhưng đâu đó vẫn còn những ý kiến trái chiều. Họ cho rằng ông chủ Vingroup đã bằng cách nào đó đã thâu tóm đất đai, thâu tóm công cụ sản xuất đã gắn liền với bao nhiêu đời nay của người nông dân. Hay nói thẳng ra là họ cho rằng Vin đã một tay che cả bầu trời, mua rẻ rúm đất nông nghiệp của nông dân để hô biến thành đất vàng, đất tỷ phú. Nhưng thử hỏi xem, đã có bao nhiêu năm nhiều ha đất đã bỏ hoang, người nông dân từ lâu đã không còn tha thiết với đồng ruộng mà bỏ đi làm công ty hay là tự kinh doanh sản xuất bởi vì năng suất nông nghiệp quá rẻ mạt, không xứng đáng với công sức mà họ đã bỏ ra. Đấy là còn chưa kể, khi không gian Ocean Park phát triển thì đồng nghĩa với mật độ dân cư nội đô của Hà Nội sẽ được chia đều ra ngoại ô, hay là chia đều với các tỉnh lân cận, hay là Ocean Park Hưng Yên như thế này sẽ thúc đẩy mức tiêu dùng địa phương lên cao, để từ đó kinh tế địa phương cũng đồng thời được thúc đẩy, mở ra nhiều cơ hội mới, cuộc sống mới.